通在旁边，哎呀，我可以带家园，所以你也没到了呢。然后今天那也，你也离开开了，马上到后边呢，对摸铁道瓦的，有没有几天呢？去散步游玩呢 ？So what I want to tell you is that, don't be depressed, don't be fed up. In this kind of 7 days retreat, the first day.You have to struggle. You are not used to with the pains, not used to with the times of meditation. But maybe in the second day, third day, these difficulties will become nothing. It will become nothing. Just keep the faith and just go on without disappointing. And,later on, you will hear the bell for the breakfast. When you hear the bell, please come into the dining hall. And after breakfast, at 7 o'clock, there will be another bell for the walking meditation. Walking meditations will take 1 hour, 7 to 8. So, whoever must join the walking meditation, and when you are practicing walking meditation,You must practice just inside the center's areas. Don't go too far. Don't be too isolated. Just walk in the seeable distance. And I will be doing, in this morning walking meditation session, I will be doing guiding from the speaker. But the speaker sounds, we have only one speaker.So, if you are walking too far from this Dhamma hall, you won't hear the guidance. So, I want to recommend you, especially the new people who joining this retreat for the first time, you must walk nearby. You can walk up to the pagoda to that site, the end of that site, to and fro.So, walking meditation time is not the time to enjoy the sceneries, not to be complaining on the crowding people. But however the people are crowded, do not let your mind confuse and irritate. Just keep the calm mind and doing the walking action. So, in some of the centers,They will ask to practice, to focus, so much on the physical action, raising up of the heels, stepping of the legs and lowering down, that kind of, focusing. But here in this center, we do not recommend you to practice like that, just to be walking normally walking.And what you have to aware is your walking mind, not walking with ignorance, not wanderingly walking. You must walk knowingly walking, knowing the mind and walking. Not lazying in the mind, not confusing in the mind, no unsatisfactions in the mind, just calmly walking.And when the time is nearly finished, you will feel the pains, tensions, and not depressing because of the pains, just passing through the difficulties with calm mind. And your Kanani Janyin, the Ayong Zong Tanjong Kaute Tanjaya Vali Me, and the Chi Janyin, Sansan Zong Me Wu, and the Zihua Wono, the Tamba Royo,โยคีโยกงโนสงโนมาสงสินจินปิยอสงสาปิยอตวยตองจองยามาเอออะยันนี้แหละน้อมจาติเนบ่เนาะอะยันนี้แหละจีกาปิยออเต็งเจ็ดဝင်เสียแล้วอยู่บ่พี่เองสะบวยวายตะคู่โก6ทีละชิ้น6บาบ่อยู่6หยกบ่เอออะเย็นซ้ออะสงซ้ออะวายนี่โก6หยก6หยกอะเย็นซ้อผีไล่บ่เนาะ
thì nấu mì đi cái này nấu mì thì ấy vậy mà về bông thì đi thay mì bộ đó là sự bảo mà chúng sẽ khăn gì thì mình đủ đó 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 ai cũng giống đi qua đi sau đó thì mình nên khoan là lại dần 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 thay đổi khẩu vị này cái đó là xin chào các bạn thân chị mà đó mà biết mà quên xin chào sau nhà bạn này sẽ không vấn đề gì con nên là gia đình xem là như thế mà ông dễ nhận sau thế nhà mà cho nó nhà nhà gì cả rồi cho rồi nhà này cha rồi đi đâu mà đâu nó u dân nó gì cả mà nó ai cũng mắc mà bảo u u u cái này sau mà là nhà sau thế anh được cái u anh nhớ gì nhà gì sau tận đủ bông sen u sau thế bông sen à đó anh nhớ gì nhà gì sau thế thì mà nó xây cả đôi hình nhau bị đập phô đôi đi đôi này cái lô nhiều mà hậu sau đó là rõ nhóm gì nhà gì sau đấy bông ra nhiều tại vì mấy xây gần nơi nhỏ này là không phải đấy xây cái mà đi lô sau người ta đâu chỉ di chuyển đâu người ta đâu xây sâu xóa đâu người ta đâu là hồ lô à hồ lô sau này đi lô à đi lô sau này số đấy là đặc biệt đó sau này mà không lần sau này này trong nhà xí à này trong nhà mấy nhà đi u lô này là ta này lô này đó đó tôi ăn được ba chế phí, ăn là gì ăn được lâu, sau này là lâu cả, cô ăn lâu, ai cô ăn lâu này là lâu cái liều, xây ý là ý xây đi đi nhẹ nhẹ cái lý này, sau này chế đâu thì là nhau hay là nhau là mấy khá thì là này mấy là làm mấy khá thì ăn được lâu, giống như ăn lâu, cô ấy ăn lâu cả đi nè ăn lâu, xây cái liều, ý gì đi nhẹ ăn thả bị ở sau này là lâu, rồi đó xin nhờ sau này chị bảo sa khá mà biểu nhà bảo đi ra mặt thà bảo theo nên theo sa khá mà biểu nhà bảo hồ nghe đi nghe hồ chi đi chi để nghe mò đuôi đồ gì đó sau nhà mẹ chị mà hậu bảo đi nhé xin nhờ sau này chị bảo thay ra đây để nhờ sức khu nhà mẹ chị mà hậu bảo từ chỗ này á alo thay ra quỷ đi em bị đi nhà thuê gì đó ra đây thế thế anh nào nhà mẹ chị là mà hậu bảo đó thế anh nào thì nhé cái cha á để chị ấy mẹ chị này là nhà bà đấy tu nhà lâu sẽ theo ở tại những phần nào bị nhà là mà lâu bà này mà lâu rồi tu nhà nhà trên này xây xin này xin mấy ấy trên này xây xin này xin mấy đó bây giờ thế này sau này chị mà thì ít tài vậy area tuyến này mà thì sau này bạn lấy cả area tiền bảo mà toa nhà bảo à cũng ai yêu này lưu ý là lấy cả area ở cái này mà đi chơi mà đi mà còn nó còn đâu mà nó cũng ai yêu là lấy cả đi tham gia yêu này đi đâu vậy đi đâu vậy rồi đi 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 mà không bảo cô phải à cô phải thay mà phải à gì vậy đi phải thay mà là số của transformer cô phải là nó sâu chi vậy đấy, rồi họ thấy thấy anh ấy thành phố mà nên cha này mà khâu đầu khâu tiền bỏ, hồ bé thấy đi bé thấy, anh ấy đủ sợ cái xin đi vào đây mà đi đến bên này cũng thấy là anh lúc về thì à về vào đấy, xin nhận sợ cái chuyện mà đi cả này đi đi, tham gia vào bao hòa mà đi cả thầu đi rồi, đi vào này rồi cô ạ, với coi sợ này cha nhà mà hồ bảo cha nhà này cha lâu để quả với mà nên nhận sao cả, tụ nhà này đi đâu đi đâu sao này đấy, rồi những cô ở căn làm phép gì đó, tụ nhà này này, cô lúc căn làm phép gì đó đấy, mà phép bả gì đấy, à, đi đâu đi sao, đi đâu đi sao, này đâu đi đâu đi đâu, tôi chỗ này ở đây ngoài gì, giờ tha rồi đi đâu sao cả, ở đây đâu xem đâu, tay giao trên mày, tay giao trên mày sao mà, tay giao đuôi, tay giao đuôi. Sau này ấy chị mà nó nó chạm thả lại nên nhà sau này chị mà nó chạm thả lại nó bà mất mất phía bảo nhưng mà lưu lên nhà ai chị bà lại khu khu theo nhau bà phía để dùng cái thú mà thì đấy mà đi vào mà phụ này ấy chị mà phụ này xôi lên người cũng nó chạm thả lại thì chị lấy lòng xôi lên người mà nó chạm lại mình xôi lên nó rõ ràng nó chạm lại mà không nó